Xin chào các bạn khán giả, mình là Roland Nguyễn Nhân, đạo diễn của bộ phim Dream Man Lời Kết Bạn Chết Chóc vừa mới ra mắt. Dạo này tụi nó đồn trên Facebook có ma, đứa nào mà lỡ kết bạn với nó là chỉ có chết. Phim này là một bộ phim kinh dị về mạng xã hội, về một nhân vật tên là Phong do Thanh Duy đóng vai chính. Và Phong phải đi tìm bạn gái của mình và lý do tại sao một số bạn của mình bị mất tích. Tôi chọn cái chủ đề này là vì mình thấy ở Việt Nam rất là nhiều người dùng Facebook. Nói chung là tại vì mình là người nước ngoài, mình thấy là ở Việt Nam, mình dân Việt Nam xài Facebook nhiều hơn là người Mỹ. Và mình thấy nó là một cái đề tài rất là gần gũi với người Việt Nam, với khán giả Việt Nam. Và mình thấy là nó là một cái, nói chung hồi xưa thầy của mình có nói là để làm một cái đề tài mà hấp dẫn cho mọi người đó là mình phải chọn một cái điều mà ai cũng đang dùng, ai cũng đang làm nhưng mà chưa ai đưa lên làm một cái đề tài làm phim. Tôi chọn Thanh Duy là do qua một cái quá trình casting với mình trong cái cách làm phim, cái điều mà mình ưu tiên nhất cho cái cách chọn diễn viên là qua diễn xuất. Và Thanh Duy lúc đó là người diễn rất là cứng, rất là tốt. Lúc đó Thanh Duy vừa mới diễn xong bộ phim Đập Cánh Giữa Không Trung. Và mình thấy nói chung là về phần casting, Thanh Duy là người nổi bật nhất. Và cái đó là cái điều mà mình ưu tiên nhất cho cách chọn diễn viên. Ai yêu đều thuộc về ông. Thanh Duy xin được chào tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ thì Thanh Duy đang có mặt tại buổi premiere phim Lời Kết Bạn Chết Chóc, Dream Man, bộ phim mà Thanh Duy đã tham gia 3 năm trước. Và bây giờ mới trải qua nhiều trắc trở mà cũng mới được ra rạp. Cảm xúc của Duy thì Duy rất là vui. Đây là một cái vai diễn khá là đặc biệt và cũng rất là thử thách với Thanh Duy. Thanh Duy đã dành rất là nhiều thời gian để làm việc với anh đạo diễn Roland. Và Duy cảm thấy qua từng thử thách thì Duy cảm thấy mình đã làm được một điều rất là đặc biệt. Duy hy vọng là tất cả các bạn sẽ ủng hộ cho Thanh Duy cũng như là Dream Man. Một cái điều mà tôi hãnh diện nhất ở trong cái bộ phim Dream Man Lời Kết Bạn Chết Chóc là diễn xuất của dàn diễn viên của phim mình. Nói chung là nguyên dàn casting mà cast của mình mà mấy cái vai chính là coi như là tốt nhất có thể, hoàn hảo nhất có thể. Cho nên mình sẽ không có vấn đề gì nếu mà sẽ hợp. Thực ra mình rất là muốn sẽ hợp tác lại với mọi người trong dàn casting của Dream Man. Thì câu hỏi là lý do tại sao mà phim này làm lâu như thế. Thực ra có rất là nhiều lý do. Cái lý do đầu tiên là tại vì như hồi nãy mình có nói đó, là có nhiều cái vấn đề kỹ thuật mà mình không lường trước được và mình không có biết để tổ chức, nhất là phần kỹ xảo. Cái điều thứ hai là tại vì đây là phim đầu tay của mình, cho nên mình cũng hơi cầu toàn. Mình muốn cái phim này nó trở thành một cái bộ phim tốt nhất có thể với những giới hạn của nó. Và tại vì mình cũng là người nước ngoài cho nên cái tư duy của mình về cách làm phim là một cái gì đó mà mình để đời cho mấy đời sau có thể coi tới coi lui, cho nên mình muốn cho nó hoàn hảo nhất có thể. Trong cái quá trình mà làm lúc mà viết kịch bản cho cái bộ phim Dream Man Lời Kết Bạn Chết Chóc ấy, thì tôi phải đào rất là sâu để tôi tìm ra những cái mấy cái mà làm tôi sợ hãi về cái đề tài này, về mạng xã hội. Và có thể nói là
sau khi xem phim xong là tôi sẽ muốn khán giả nhìn mạng xã hội là một cái gì đó mà mình nên cảnh giác. Chứ bây giờ hiện tại mình xài mạng xã hội và mình cũng không có nghĩ đến mấy cái ảnh hưởng của mình. Về ngoài của nó đó thì nó mang danh là nó làm cho mọi người liên kết với nhau tốt hơn. Nhưng mà ngược lại mình thấy là nó cái này là một cái ảo, thực ra nó đang chia rẽ mọi người. Và cái điều này là cái điều mà mình muốn người ta dùng mạng xã hội với một cái ý cảnh giác. Trong cái bộ phim này thì mình lại muốn đưa ra cái mình muốn thấy cái sự cô đơn ở trong cái mạng xã hội và cái bi kịch của nó. Roland xin cảm ơn các bạn khán giả đã nghe những lời chia sẻ của mình về bộ phim Dream Man, và mình mong là mọi người sẽ ủng hộ bộ phim và những dự án của mình tiếp theo. Cảm ơn mọi người.